Dạ em chào cả nhà mình ha. Hôm nay em làm cái video này là em muốn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh trai ở Gia Lai ha. Đã tin tưởng Nông Cơ Tư Mì, cũng giống như là xem kênh, ủng hộ kênh, tin tưởng kênh và ủng hộ Nông Cơ Tư Mì ha. Anh đã chọn mua một con máy cày là Kubota L2000 ha cả nhà. Và em nói đây, nó đang được test máy, test sới cho anh trai xem nè. Và qua đây em cũng xin gửi một lời nhắn nhủ của anh trai Tư Mì ha, cũng là chủ bãi của Nông Cơ Tư Mì luôn, anh trai gửi lời cảm ơn chân thành đến chú và anh Hùng ở Gia Lai nha, đã tin tưởng anh Tư Mì và ủng hộ anh Tư Mì, ủng hộ Nông Ngư Cơ Tư Mì. Anh đã chọn mua con máy cày Kubota L2000 này nha. Đây đang test chạy sới nè, chạy rất là mượt mà luôn cả nha. Kubota L2000 còn rất đẹp ha. Em nó chuẩn bị rời bến Bắc Tân Uyên Bình Dương để lên Gia Lai làm dâu bên Gia Lai ha cả nhà. Và xuân về Tết đến ha, anh trai Tư Mì cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể quý ông bà, cô chú cũng như là anh chị em và toàn thể bà con mình ha. Có một lời chúc cũng như là vạn sự như ý ha, năm mới làm ăn phát tài phát đạt ha cả nhà. Và như vậy thì em nó đang leo lên xe tải cả nhà để chuẩn bị làm dâu bên Gia Lai nha. Em còn rất là đẹp luôn. Thì xin về Tết đến, bên Nông Cơ có gửi lời chúc ha. Và em cũng xin nhắc đến toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em cũng như là quý bà con mình ha, là nông bên Nông Cơ là vẫn bán 1, 2, 3 Tết luôn. Cho nên quý ông bà, cô chú cứ thoải mái gọi điện thoại ha, mình dạng gọi điện thoại để biết thêm thông tin về nhiều chiếc xe khác nha. Cuối clip em xin chào tạm biệt và chúc cả nhà có buổi tối thật là vui vẻ nha cả nhà mình ơi.